Nam Mô A Di Đà Phật. Đời hạ muôn ta bà thống khổ, cõi hồng trần nhiều chỗ đớn đau. Thế gian đến cảnh xao xao muôn ngàn nạn ách, lan tràn càng khôn. Cơn sàn sai người tồn kẻ mất, cả quan cổ bậc xiết thang. Dịch ôn kéo đến muôn ngàn, làm cho thế giới bàng hoàng thiết tha. Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một, mới qua thảm sầu. Bầu thế giới hoàn cầu tan tóc, khắp dương trần kẻ khóc người la. Xa xa thấy chết trước nhà, thôn làng hiu quạnh, vịt gà lẻ loi. Đời đã đến ngồi coi thế giới, kiếp sai sàng đó tới bên. Trần đừng có vui mừng, chúng sanh chết thảm. Mấy từng thấy phơi, dịch ôn kéo tới tới bời. Vàng dân các nước lệ rơi muôn dòng. Sông còn chảy máu, đảo còn đổ, thì cuộc đời khổ tới nay mai. Ở trên trời đất an bài, hạ ngoan tận diệt mấy ngày thảm thi. Người muốn được về quê lánh nạn, phải dọn đường cho vàng gai chồng. Lửa kia nung đốt tâm lòng, qua được nạn trần hồng ngày nay. Gió liền thôi dịch bay theo gió, người hung tàn ngã đó chết ngay. Chỉ trừ mấy kẻ trường chay, mà lòng chưa dọn cũng bay cả hồn. Kiếp sàng sai một tồn chinh mất, ấy là nhân Phật cất từ lâu. Ngày nay quả đến thảm sầu, bởi trong nhân loại ít câu làm lành. Đời đang tới dịch hành thế giới, người hung còn phơi phới mê chơi. Khi nó tới kêu trời, trời xa chẳng thấy. Mấy lời kêu la toàn thế giới, cửa nhà hiu quạnh. Bếp lửa hồng sao lại vắng tanh, vợ chồng xa cách em anh. Nhà nhà tiếng khóc thanh thầm sầu. Cơm chẳng có hạt, cháu chẳng để, thuốc dương trần bỏ kể uống chi. Bệnh kia chi mang một kỳ, diệt người hung bạo ly kỳ thế gian. Ngồi cạnh chuột trong hang lô mặt, thì dương trần đã tắt làng hơi. Xa gần thế giới thay phơi, mắt nhìn Trung Quốc lệ rơi
ngày ba tánh thở dài khổ nào, ấy là ngày sàng sai hôm nay. 20 lẻ số 2000 nàng tay dùng dập, bạc ngàn thiết tha. Biết làm sao người la kẻ khóc, cả quan cầu tan tóc thế lương. Chúa đưa còn đồng mù sương một làn khói bạc, thịt xương rã rồi. Ráng tu sống liệu nghe lời từ đây chỉ mới cơ trời lộ ra. Tu hành còn kiếp gần xa đừng đợi năm gà muộn hết ba gia. Khuyên trong lê thứ nhà nhà sớm mau hướng Phật, vậy mà bình yên kẻ tu có Phật độ liền, chỗ qua tai ắt nào phiền trần gian. Muốn mà tồn được vĩnh giang, ngày nay phải được niệm giang câu này là câu của Phật của Thầy. Từ bi tế độ dịch này tiêu tan, chư thần Bồ Tát muôn ngàn A Di Đà Phật niệm giáng khỏi nạn. Chúng sanh hết khổ lan tràn, dịch kia cũng hết hoàn toàn thế gian. Sen vàng Phật ngữ Tây Phương, độ người cầu nguyện xa làng bình yên. Tu nhân tích đất là duyên, đừng mến bạc tiền chất chẳng mang theo. Từ nay nhiều chứng hiểm nghèo, không thuốc nào chữa chéo leo một mình. Dư tiền tích đức rộng thinh, nửa sao lắng được bệnh tình gớm ghê. Cầu cho thế giới yên bề, dịch kia được hết vô về bình an. Xa gần bốn biển truyền ban bài kinh cầu nguyện, vạn ban an lành thoát qua tai ắt đành rành. Hết cơn bệnh dịch đoạn đành khổ đau, mười phương Phật tổ động vào thế gian hướng thiện. Phật chào bình an, kinh cầu nguyện an ban hạnh phúc. Phật từ bi ban phước chúng sanh, cầu cho phép lạ đành rành, vạn dân cộng hưởng đức ân Phật trời. Chắp tay cầu nguyện đất trời, chúng sanh thế giới một lời cầu xin. Ngưỡng vọng quay đức cao minh, mười phương chư Phật rộng tình độ dân. Xa gần thế giới muôn phần, an bình hạnh phúc nạn trần
được qua. Xa gần khắp cõi ta bà, được qua bệnh dịch nhà nhà ấm no. Cầu xin chư Phật độ cho, người lành cộng hưởng con đò bình an. Như Lai xuống phước trần gian, tái qua nạn khỏi muôn ngàn đớn đau. Những ai hung bạo sang vào, thấy đời nó đến thì mau tu hành. Mấy người ngang dọc đành rành, cũng nên cải sửa tính thành Phật tiên. Mười phần nhờ đức còn nguyên, bằng mà chẳng đức thảm phiền còn đâu. Niệm câu hiểu Phật vào đầu, thấy trên cực lạc Phật đâu tại lòng. A-di-đà Phật thành lòng, ắt đời sẽ được ân hồng bình. Nam mô Tây Thiên Giáo Chủ thế giới cực lạc, từ bi tế độ ba tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô Đại Thừa Phật Giáo Chơn Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Phật Giáo Chơn Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Phật Giáo Chơn Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.